ai lên tới cao sơn bạch mạch mã hỏi thăm đền chùa Nguyệt nơi nào hỏi thăm ga kép đi vào. Quả như lời song thân than khóc
khóc Chúa gặp thầy. Quỷ cốc tiên sinh thương người, yêu thảo tính tình, bao nhiêu phép lạ quyền hành thần truyền cho. Xa phẹt tiền linh ứng thay là bóng trời ban ý Chúa thì là tin thành à.
sáng yêu, bồng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Thanh đồng còn nhang khói cùng thờ, 30 mùng 1 người như hôm rằm, 30 mùng 1 hôm rằm người tư. Tay tiên chưa hái hoa phù dung, đôi tay tiên chưa thì hái hoa hồng. Kiên bà là hoa cúc hoa lan, rồi bông hoa sói hoa bàn công hoa. Chắc chắn dáng dường tỏa